Ok, xin chào anh em nhé, chào các bác các bạn nhé. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một cái món ăn có thể gọi là ăn nhậu được mà ăn cơm được, khá là ngon và lành nhé. Nó không phải là một cái món ăn để mà trình diễn, nhưng nó là một cái món ăn mà có hương vị khá là ổn. Chúng ta chặt thịt gà ra như thế này. Đây là cái món thịt gà mà đây là gà lai trọi. Chúng ta xào với lại cái alốt. Thịt gà chúng ta chặt tùy theo mỗi người một phong cách nhé. Đây thì làm cho gia đình thì chúng tôi chặt như này. Còn nếu mà chúng ta nhậu nhẹt với nhau đấy thì chúng ta có thể làm những cái phần đùi hoặc phần cánh và chúng ta chặt nó khá là mỏng hơn tí nữa để chúng ta xào nhanh và ăn đến đâu xào đấy. Gốc sả và gừng tỏi hành thì chúng ta băm thật nhuyễn ra, băm nhuyễn ra như này để tí chúng ta xào với gà. Cái còn củ nghệ và thân sả thì chúng ta băm nhuyễn và để ra để chúng ta ướp cái này, cái phần thịt gà chúng ta vừa chặt đấy. Chúng tôi dùng nước cốt chanh để chúng ta ướp với cái thịt gà như thế này. Thì với 1,2 kg thịt gà như này thì chúng ta sẽ dùng khoảng tầm 2 thìa nước cốt chanh tươi nhé. Ngoài ra đấy thì chúng ta sẽ bỏ vào đây là nghệ tươi chúng ta vừa bằm vừa nãy, thân sả chúng ta vừa thái, gia vị chúng ta dùng, chúng tôi dùng hạt tiêu, mắm cái bột lêm, bột ngọt, muối. Thì nếu mà là nước mắm ngon ấy thì ai mà thích ăn thì chúng ta cho vào cũng được, tùy theo chứ không phải là vấn đề gì cả. Còn muối thì nếu như chúng ta thích ăn cơm ấy thì chúng ta bỏ thêm muối, mà nếu mà chúng ta muốn ăn nhậu ấy thì chúng ta bỏ bớt muối đi. Và lần đầu tiên chúng ta ướp thì không cần thiết, chúng ta phải bỏ cho nó thật đủ vào. Một cái nữa là dầu hào nhá, cái dầu hào nó rất là quan trọng đấy. Còn ớt, trong trường hợp này thì tôi không dùng ớt vì các con nhà tôi nó không quá ăn cay lắm. Và nếu chúng ta muốn trang trí và chúng ta hoặc là chúng ta ăn được cay đấy thì chúng ta có thể dùng ớt sừng hoặc là ớt hiểm tùy theo. Tôi có cho vào đấy chỉ một vài lát thôi. Vì cái thịt gà đã bỏ vào trong tủ đá từ hôm qua nay cho nên chúng ta sẽ ướp trong thời gian khá là lâu, tầm 25-30 phút. Thì 5-7 phút chúng ta chỉ có đảo đi đảo lại một chút. Còn cái lá nốt này thì chúng ta thái làm sao để cho các cái phần lá nó tương đối lên đều nhau một chút thì tôi hay cắt xéo như này. Tôi xin nhắc lại, đây là một cái món mà chúng ta có thể làm để ăn chơi, ăn nhậu hoặc là ăn cơm đều rất là ngon. Và đây là một món ngon và lành nhé. Đó, tôi dùng rất ít dầu thôi vì là dầu mỡ thì dùng nhiều nó không phải là tốt đẹp như lắm, nên tôi dùng rất ít dầu thôi. Chúng ta đảo thật cháy cạnh và hỗn hợp nó gồm gốc sả, gồm hành, tỏi và gừng này, nếu mà gừng bắc nhá, nếu mà chúng ta khi vàng thì nó rất là thơm đó. Sau đó chúng ta cho thịt vào, chúng ta đảo khoảng tầm 1 phút đó để cho nó săn cái cạnh cái miếng thịt đi. Chúng ta đảo như này ấy, thì miếng thịt nó săn cạnh lại. Và sau đó chúng ta đậy vung lại, chúng ta đun vừa lửa nhá, giảm lửa đi nhá. Cái là đi nhằm mục đích là để chúng ta ép cái nước trong ra một cách từ từ thôi. Đó. Nếu mà khi nào chúng ta mở ra nó vẫn còn dính chảo lên như này thì chúng ta phải đảo sơ qua. Sau đó chúng ta lại đậy vung vào ép tiếp. Khi nào ấy cái miếng thịt nó lở ra và cái nước thịt nó rớt ra ấy, nó tiết ra ấy, thì chúng ta đây như thế này là chúng ta có thể tăng tốc lên. Lúc này chúng ta có thể tăng tốc lên xào rất là nhanh. Cái món này tổng thời gian chế biến khoảng từ 10 đến 15 phút thôi. Thì là một cái món làm nhanh, có thể dùng để ăn nhậu được. Đó. Khi mà chúng ta xào ấy thì nước đã ra như này, chúng ta chịu khó đảo và chúng ta cố gắng là đun cạn nước. Như tôi sẽ đun cạn nước để cái nước thịt nó rút hết vào trong, gia vị nó rút hết vào trong miếng thịt gà. Chúng ta ăn miếng thịt gà nó rất là đậm đà nhé. Đó. Tôi xin nhắc lại là một cái món ăn nó khá là bình dân, cách chế biến dễ dàng và nó không cầu kỳ. Chúng ta có thể là ăn chơi hoặc ăn nhậu đều rất là ngon. Còn nếu các bạn muốn trình bày thì có thể dùng thêm ớt và các cái chứa là ớt sừng hoặc là ớt hiển nhé. Cái lá lốt chúng ta bỏ vào và chúng ta đảo, đừng để cho cái lá lốt nó chuyển sang màu đen nhé. Các bạn hãy làm như tôi này. Đấy, tôi làm nó vừa đến thôi. Khi cái mùi thơm của lá lốt nó bay ngào ngạt trong không gian và cái màu lá nó chuyển từ màu xanh tươi sang màu xanh thẫm thì chúng ta dừng lại thôi nhé. Đó. Và vừa khi đó ấy, là cái chảo của chúng ta nó sẽ gần như là xèo thì rất là ngon nhé. Một cái món phải nói là rất là nhìn rất là bình thường thôi nhưng mà ăn rất là thấm vị, và cái mùi của nó ấy, là các bạn không thể quên được. Thì hy vọng là một cái món ăn chế biến dễ dàng và là khá là phổ biến, rẻ tiền sẽ làm hài lòng các bác và các bạn. Nếu như các bác và các bạn có nhà hướng để mà làm nhé, thì chúng tôi đi thì là chuyên gia làm những món nhậu bình dân thì cách đây mười mấy năm rồi. Thì hy vọng là cái nghề cũ chưa quá lụt.
Các bác và các bạn nếu mà thích thì có thể làm thử xem. Gà gì cũng được, không nhất thiết phải gà chọi đâu nhé. Cảm ơn đã lắng nghe video và xin chào tạm biệt nhé.